gặp cô bé Thìn trong gian phòng tối. Khác với những hình dung ban đầu của chúng tôi, cô bé có đôi mắt sáng, gương mặt đầy nghị lực. Dù bây giờ, gương mặt đó đã phải chịu cảnh méo mó sau lần phẫu thuật cắt bỏ phần xương hàm. Đã 2 năm trôi qua, kể từ ngày Thìn nhận bản án tử rằng cô mắc phải chứng bệnh nan y ung thư xương hàm. Nét mặt bàng hoàng, thẫn thờ giờ vẫn còn vương trên gương mặt của hai mẹ con. Tuổi 17 trong veo của Thìn còn quá nhiều dự định và mơ ước. Thìn có thể giấu được những suy nghĩ lo toan quá sức, nhưng em không thể giấu được giọt nước mắt buồn tủi cho số phận oải oăm của mình. Nó khát buồn. Anh chỉ mong mình khỏe mạnh sẽ qua ngày hiện tại. Bốn anh em của Thìn sinh ra và lớn lên trong xóm lao động nghèo của thôn Vinh Về, xã Phú Mỹ. Anh Đầu đã lập gia đình ra ở riêng. Anh Thứ bị mù bẩm sinh, không làm gì được. Anh Kế là công nhân nhà máy dệt. Duy nhất, Thìn được xem là người may mắn nhất trong nhà, được đeo đuổi con chữ. Hơn 10 năm theo các bậc học, Thìn luôn là học sinh hiền ngoan, siêng năng trong lớp. Nhưng rồi ước mơ giản đơn đó của cô bé nghèo gặp quá nhiều rào cản. Thìn vẫn chưa quên được hình ảnh ngày mẹ khóc sưng mắt vì căn bệnh u não của ba trở nặng. Và không lâu sau đó là tin dữ đến với mình. Giờ thì nước mắt của em, nước mắt của mẹ vẫn mãi tuôn rơi trước những bất lực với số phận. Một mình mẹ như con thoi để chăm lo cho ba người bệnh nặng trong cùng một gia đình. Bệnh nữa thì gì cũng buồn nhá, điều cũng giờ chứ nói chung lại là buồn, nhưng rồi cũng để nói cho giờ chứ mà buồn nữa rồi con tội, giờ chứ cứ nói không để cho con đồ rửa để chúng vui lên thôi, chứ mà mẹ đã đi rồi mà chứ mẹ than phiền nữa thì con buồn tội thôi, thì chứ số phận thì cũng. Trước đây học giỏi này mà mãi một cái con đi học, cái con cố gắng học để cho con đi học chưa lên để con đi học năm 1, năm 2 để đi thi rồi đó, cũng mong ước rồi. Ngờ mới học lớp 10 mới bệnh xuống. Đau mà lên nằm viện, bác sĩ lại đặt cái nẹp là 12 triệu là cũng có tiền bảo hiểm. Và bố là nói cái nẹp lên để mãi mãi cả đời. Bác sĩ nói rồi, ngờ mới 1,5 năm. Bằng xứng lên tó nữa. Thì chứ bác sĩ nói là chứ cắt khối u này rồi mà chứ u ác rồi đó. Là bác sĩ chưa quyết định được đó. Thì sợ chứ mà làm đắp vô là cái u ác mình lên lại. Là không được tốn tiền rồi mới không được hoàn hảo. Lời hứa với lòng quyết tâm, học hành đến nơi, đến chốn. Sau này đi làm trả nợ cho ba mẹ. Nhưng số phận đã không trao cho em cơ hội đó. Căn bệnh quái ác buộc em trải qua lần phẫu thuật đau đớn. Nhưng do nó ở thể ác, đến giờ, gương mặt em vẫn chưa thể trả lại hình dạng ban đầu. Dân làm ruộng đấy thì lấy chứ mới giúp dâu. Còn ở làm nông đây là chịu. Thẩm riêng mà ở bên cạnh thấy đau cả cha cả con đã đi bệnh viện quá lâu. Mà về mà thấy cái hoàn cảnh của chú đó là quá tồi.
cả cha cả con thấy cái hoàn cảnh nó quá tồi nữa. Mà chứ xóm riêng thì cũng chẳng có gì giúp, thấy đi về thì cũng hợp sự hợp đồ nữa. Lấy lòng thôi cho thấy quá tồi. Gian nhà vẫn lặng lẽ như chủ nhân của nó. Đã qua rồi những ngày tháng mẹ ngược xuôi vay tiền, lo bao nhiêu lần hỏa trì, xà trì cho chồng, cho con, với niềm hy vọng nhỏ nhoi, còn nước, còn tác. Bằng mọi giá, phải cứu chồng, cứu con. Chồng là trụ cột kinh tế và tinh thần. Con còn nhiều ước mơ tuổi hồng chưa thực hiện được. Con còn phải đi học, rồi đi làm, phụ trả nợ cho ba mẹ, như lời con đã hứa. Nhưng rồi nỗi bất lực khiến tất cả buông xuôi. Với công việc phụ thợ nề bấp bênh của mẹ, cùng vài chiếc nón tranh thủ chằm khi có thể, cũng chỉ là muỗi bỏ bể trước những nghèo khó, bệnh tật, mãi bủa vây. Chúng ta cái kinh tế về khi mà cả hai cha con mà đổ bệnh một lần á, thì tất cả mọi nguồn lực kinh tế thì đã đổ số vào bệnh viện là chính. Cho nên giờ cái kinh tế của gia đình thì quá khó khăn. Trong lúc con thì dài, con độc nhất là một cái thằng con lao động chính. Đi may thì lương tiền tháng còn được 3-4 triệu gì đó mà lo cho cả hai cha con thì rất khó. Nhiều lần mà thiệt nhiều khi mà nghỉ chứ cha cũng là buồn. Chứ có ai cái số phần gì mà giống như mình đi. Đó, cái gì cháu đâu cho con bạn đâu, không thì bà đâu được để cho con bạn lên. Không thì bà làm bạn đâu, hai người cho đâu người được. Người mà đang trong nhà mà lần hai người đâu mà đâu mình ác luôn. Mình nằm nữa. Chứ gì mong ước thì cũng giờ ở trên nữa, giúp đỡ cho để cho cha con trùng có mạnh khỏe sức khỏe để được ngày mô ngày. Chứ giờ chứ tình trạng mình của chủ thì bác sĩ cũng cho biết rồi đó. Là về chăm sóc tại nhà cho trẻ chứ bệnh nặng rồi được ngày mô ngày thôi. Thì bác sĩ cũng cho biết rồi. Giờ chứ mà một mình gì mà hại người đau mà đau bệnh cái chi đau ho cảm chi mà giờ chưa gặp cái bệnh trầm trọng nữa. Hai năm ở bệnh viện ung bướu, nơi sự sống và cả chết là quả mong manh. Cả ba và Thìn đếm thời gian bằng tia. Nghe bác sĩ bảo điều trị bằng vài chục lần tia phóng xạ, ba và em sẽ được về nhà. Giờ được trở về nhà, những người bệnh đang tồn tại với cuộc sống, với những khát vọng của mình. Ước mơ của một cô bé 19 tuổi, bệnh tật, không phải là bộ quần áo mới màu hồng, không phải là chiếc vé xem phim cùng bạn bè, mà là khát khao trả về cho ba và em sức khỏe. Nó đưa màu cơm áo, lo toan ngược xuôi, như cả đời ba mẹ lầm lũi nơi quê nhà, lo từng bữa cơm. Bây giờ còn lại một mình mẹ phải bươn chải trên từng góc phố, góp nhặt từng đồng lẻ, dành lại sự sống cho em, cho ba. Có thể nói rằng trong khoảng thời gian 2 năm qua là khoảng thời gian khá khó khăn đối với gia đình, khi mà những cái biến cố liên tục ập đến và không biết cách nào để các thành viên trong gia đình có thể xoay sở được. Thì ngày hôm nay chương trình Nội Nhịp Nghĩa Tình mang đến cho gia đình mình một món quà, đó là tình cảm của mọi người dành cho các thành viên trong gia đình. Đầu tiên thì con xin mời cô Lê Thị Ngọ, đại diện cho Hội Nội Nhịp Nghĩa Tình sẽ trao món quà đến cho gia đình ạ. Cô theo dõi đài trường chương trình Nội Nhịp Nghĩa Tình của đài truyền hình TRT, biết hoàn cảnh của gia đình con. Cô xin đại diện cho chương trình tặng con một món quà. Mong rằng với số tiền này cố gắng để chạy kịp thời chạy chữa cho chồng và con. Và với món quà là gần 23 triệu đồng. Thì có sự ủng hộ của các doanh nghiệp, các mạnh thường quân và các nhà hảo tâm vẫn luôn đồng hành với chương trình. Tuy nhiên họ không thể thường xuyên
đồng hành và theo sát với chương trình được, thì chương trình cũng xin trao tượng trưng các tấm bảng. Đó là món quà của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phở Quân. Món quà của công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên Huế. Món quà của quỹ từ thiện Tuấn Thuận. Món quà của Mỹ viện Nam Phương. Món quà của công ty du lịch Huế Vacation. Và món quà của công ty cổ phần xây lắp Thừa Thiên Huế. Tất cả đã được gói gọn trong tổng số tiền là gần 23 triệu đồng. Bên đó còn có gạo của một mạnh thường quân cũng gửi đến cho gia đình. Không biết rằng ngay lúc này đây, khi chị đại diện cho các thành viên trong gia đình nhận được cái món quà bất ngờ này thì cảm xúc của chị như thế nào? Thì em cũng rất mừng vì hoàn cảnh gia đình, hai cha con. Em cũng biết như thế, xin cảm ơn chương trình, các nhà tài trợ hảo tâm, các quý cô, quý bác, quý anh, quý chị giúp đỡ cho gia đình con món quà. Con rất cảm ơn. Và hy vọng rằng với những sự động viên, những sự hỗ trợ như thế này thì sẽ giúp cho tất cả các thành viên trong gia đình có thêm niềm tin, có thêm nghị lực để vượt qua khó khăn. Và chương trình này chúng tôi sẽ phát lại trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Quý vị và các bạn nếu bỏ lỡ chương trình, vui lòng truy cập tại địa chỉ website trt.com.vn để theo dõi. Nếu quý vị gửi đơn thư đến chương trình, vui lòng ghi rõ địa chỉ và số điện thoại để chương trình có thể dễ dàng được tiếp cận. Vẫn những giọt nước mắt lăn dài, đầy đau đớn, lo lắng, bất lực của ba, của mẹ, của con. Nước mắt chảy thầm, ướt đẫm gối mẹ. Nước mắt chảy ngược, lăn trong tim ba, tim con. Trên những kỷ niệm của tuổi thanh xuân và rất nhiều những ước mơ em vẫn thường gửi ra ngoài khung cửa.